Ấy vô, chào mừng em đã quay trở lại channel của mình nha. Mình lại tiếp tục cái series trên đường đi tìm vinh quang cho idol, máy idol của mình trên Bảy Liêm. Thì đây sẽ là cái vòng bảng trận thứ hai anh em nhé, của giải vô địch Euro 2024 diễn ra ở Đức. Ở lượt lần đầu tiên thì mình đã đá với Cộng hòa Séc và mình đã thắng rồi. Thì đây là trận thứ hai mình đá với Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cái bảng mod này nó hay một cái là nó sẽ đá theo thứ, nó sẽ chia bảng y như là ở bên ngoài luôn á anh em. Chiến thuật này thì ở đây á, mình sẽ cái bet này mình thấy nó hay cái chỗ là chiến thuật nó sẽ cho anh em ba cái ấy nè, ba cái option. Một là khi giao bóng là đội hình là mình sử dụng là 4-3-3, kiểm soát bóng cũng là 4-3-3, nhưng mà khi mất bóng á, thì mình lại chuyển về sơ đồ gọi là 5-3-2 để tập trung phòng ngự ấy. Đấy, khá là thích. Bây giờ mình coi thử coi là thanh niên nào bị phong độ yếu là mình thay nè. Thủ môn mà phong độ yếu một xíu thì cũng không sao đâu anh em, tạm chấp nhận được. Ở kỳ trước là mình đã mod cái logo VTV3 thì bây giờ mình sẽ mod cái về bờ anh em nhé. Thì về bờ này nó rất hợp với lại cái dòng bình luận viên của mấy anh soi lạc. Hài vãi. Vô, dứt. Thì trong trận mình sẽ hạn chế nói nha, mình sẽ nhường lại sân khấu cho mấy anh bình luận viên của Soi Lạc. Về bờ rồi cái gì nữa ta, cà khịa. Thề luôn mà mẹ, xem mấy ông bình luận mẹ cười cười hết đau bụng luôn anh em. Và đây là những hình ảnh đầu tiên Đó trong một đó cuộc đó đối đó đầu mà đó rất đó nhiều người hâm mộ mong muốn được theo dõi. Sẽ bấm bỏ qua cái khúc chào cờ thôi nha, không là nó đánh bản quyền mình thấy mẹ mình luôn á, thấy mẹ cả mình luôn. Vô dứt anh Bảy ơi, lộng nó đi anh Bảy ơi. Như vậy thì mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu này cũng đã xong xuôi, hiệp một của trận đấu cũng đã chính thức được bắt đầu. Và ngăn chặn rất nhanh, anh Bảy hay quá. Takadada. Mehmet Zeki Selik. Cổ cánh. Cổ cánh cái gì? Ôi. Pha xử lý có phần công kềnh. Rudo. Jota. Hakasilo. Mất bóng rồi. Cahanoglu. Cahanoglu. Lên bóng rất thoáng. Quẩy đi anh ơi. Sẽ chỉ gặp có cái một mông tôi quả rồi. Phạt góc mà thôi. Quỷ. Thích chỗ đá mày đá vô mông tao mày. Bóng đã được phá lên. Hay quá, cảm ơn nha bạn ơi. Trời ơi. Cahanoglu. Tosun. Rất quyết liệt. Và cướp bóng hay. Mình vội quá. Mehmet Zeki Selik. Mình quên mất là anh Bảy già rồi, hết sức chạy. Trận đấu đang diễn ra vô cùng tốc độ. Pepe. Ô, vô tình luôn kìa. Làm gì đây anh ơi? Dứt điểm. Anh Bảy. Trời ơi. Đó là những gì mà chúng ta mong. Và đó là những gì mà chúng ta đã thấy. Nó phải như thế. Nó phải đến một cách như thế. Cho những sự chờ đợi như thế. Và bàn thắng như thế cũng đã tới. Không đúng không cách của anh tôi thế nào. Ngoài nhà con một đời. Dạ. Để lòng như thế.
tai rồi. Ở trận đầu tiên đó mình quên là mình quét lộ bảng anh em, cho nên là quần áo nó không có cập nhật đúng, nó cập nhật là cũ cái cũ hay World Cup 2022 thì mình mới cập nhật là cái. Nếu như Quang Vinh có bài dịu dàng đến từng phút giây thì trận đấu này phải nói là nó hồi hộp đến từng giây phút. Hơi bị lỗi tí xíu. Cái chi tiết nhỏ đó chắc anh em không nhận ra đâu đúng không? Nhưng mà không nói cho anh em không biết đâu. Đá Hà Nội luôn. Cái này nào mà kiểu đam mê bóng đá. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Mới thấy được cái ôi giời ơi, chuyển hơi mạnh mất rồi. Kỳ vậy trời quý. Chuyền dễ mất công, tôi phải bắt bóng lên đâu. Chết. Đó quá. Đường chuyền rất nhanh. Goal! Không vào, rất nguy hiểm. Ui rồi ôi, sao lại sút quả bóng ra thế này? Cũng nô chuyện hay vậy mà nên cứ chê thôi, chán thật sự. Cũng nơ ở lượt trận đầu tiên đá hơi bị xuất sắc anh em ạ. Nếu như Rafael Leao xuất sắc ở khâu ghi bàn thì anh Bảy mình thì lại xuất sắc ở khâu kiến tạo. Anh em nào nhớ là cái trận đầu tiên mình làm, anh em sẽ thấy đó là đỉnh của đỉnh luôn anh em ạ. Anh tôi mở tài khoản này nha, có một bàn ở kia ở Go này nha. Mấy đứa cứ từ từ. Rất kỹ nghệ. Ủa, sao nó đi bóng dễ dàng vậy? Tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Cũng nô nhá, tấn công cũng hay mà kiểu phòng ngự cũng đỏ ổn anh em à. Đấy hiểu sao bị chê nữa. Đây rồi là đôi giày. Rất chính xác. Rất đẹp. Ôi, chất thiện này với cậu. Đã hàn nút luôn. Cũng dĩ kỳ à. Theo như đánh giá của mình. Mehmet Zekiselic khá là nhẹ nhàng đấy mà. Đó là trong bet thấy như vậy á. Tuy nhiên ở thực tế nó sẽ hơi khác chút xíu nè. Đá Hà Nội luôn. Chứ còn mà nếu mà đá bet thì gặp ba vòng trung bảng với ba lên bóng rất thoáng thì mình yên tâm lắm. Tự tin luôn á. Khá bình tĩnh. Tự tin siêu được. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Đi bóng rất nỗ lực. Sự áp sát cần thiết. Mình chỉ sợ là trong cái bet của mình á, cái nhánh đấu trong của mình nó sẽ giống như ở bên ngoài hơi khoai. Đi bóng rất tự tin. Dứt điểm. Trời ơi, anh Bảy tôi kìa. Ai nói gì nữa. Đã có bàn thắng và đó là một pha xử lý rất đẳng cấp. Đúng là phải trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi thì người ta mới thấy quý giá một cái bàn thắng nó như thế nào. Đúng là một con quái vật không thể tin nổi, đó là một bàn thắng tuyệt vời. Những thằng của em cải thiện về cái khả năng giết người của mình. Ok đấy em. Không sao, chị cũng được. Cứ chơi anh tôi suốt thôi, khổ ghê, anh cũng già, anh dí quá. Có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này, đó sẽ là một trận cầu hay. Ngày hôm nay thì đội bóng nào thua thì họ cũng không có gì phải cúi đầu xuống mà đi về cả. Cứ phải ngẩng cao đầu chứ không lại đi lại vấp ngã. Cristiano Ronaldo. Dứt điểm. Ôi, đấy rồi, ôi rồi ôi, phí thế. Đây là bàn thắng trong lòng người hâm mộ. Ảnh hưởng của tuổi tác này mà. Cái chân anh nó bị lỏng rồi, phải dặn ngóc lại cái đường. Mehmet Zekiselic. Pha lấy bóng tốt. Rất mềm mại.
Chậu quá. Cười. Múa nè. Khá bình tĩnh. Khó lấy bành lắm anh em ạ. À. Anh em mà chơi chế độ siêu sao nên mới thấy được. 1-1 là khó lấy bành cực. Không sao, cái bài tập phòng ngự này mình tập khá bình tĩnh. Là mình khá tự tin. Đóng đi. Ui. Rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng dành cho trọng tài. Vâng. Không đúng là mấy thằng xạo ke mà tí trả giá. Trời ơi, chúng nó cục dọc luôn. Rồi quá. À, ui cha, kẹp chặt dữ à. Kẹp chặt thì cứ thoát racing kiểu này luôn. Không có tuổi. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Cái dứt điểm. Trời ơi. Vẫn chưa thể có bàn thắng. Thực sự là đáng tiếc. Tạo quá trời cơ hội cho anh Bảy luôn. Cái pha đó ra layout mà cưới lòng thì mình nghĩ chắc cũng ổn mới chứ nhỉ. Bảy nè. Rất nghệ sĩ. Bernardo Silva. Cẩn thận. Trời ơi mạnh vậy. Nhưng bóng đã đi ra hết đường biên ngang. Pha chuyền lỗi của Bruno Fernandes. Mình sẽ đọc là Bruno nha. Quả ném biên nháo à. Sợ à, mới thua hai trái mà yếu vậy. Trời, Bruno động viên nói chuyện lên sức nào. Bernardo Silva. Không có cơ hội dứt điểm. Hơi sau. Mất bóng rồi. Vậy sao trận này cầu thủ hai đội cũng ngáo ngáo vậy. Chơi đồ à. Lên bóng rất thoáng. Sự áp sát cần thiết. Không thì đè lại cái lớp trẻ rồi nên mà. Pepe. Bernardo Silva. Hakasilo. Hay quá, vậy hay quá. Đi bóng rất khó chịu. Dễ gì qua được. Đấy. Ôi, đường chuyền dài. Không. Ồ, tính bắt bài. Nào hãy xem anh này làm gì đây. Không có cơ hội dứt điểm. Mình sợ anh em ạ. Sân có vẻ khá trơn. Trơn cái gì? Thôi không đá đấm gì nữa, trọng tài đã cho các cầu thủ của cả hai bên ra nghỉ. Chương cuối sự nghiệp của mấy idol hết rồi em ạ. Thực hai này anh Bảy làm phim trái nó đẹp. Kính mời bà con cô bác chú gì, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Ở hiệp hai này thì hai đội sẽ đổi sân. Nói chung là bảng đấu này cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Từ từ. Cả Hà Nội luôn. Quan trọng là vô vòng 1/8 gặp ai thôi em ạ. Tô Sân. Goal! Tôi được hên quá. Thấy bên kia đúng đen luôn em ạ. Hay mà đen. Nhanh. Muno. Cánh rất thoáng. Bernardo Silva. Hakasilo. Bernardo Silva. Bruno. Trời ơi, vậy cũng chuyền trúng chân nữa. Mehmet Zekiselic. Ừ.
Kanoglu. Kanoglu này như là cầu thủ hay nhất ở bên lại ra biên. Thổ Nhĩ Kỳ á, số 10. Nhưng cũng mang ban đội trưởng hay sao á. Tí nữa thì bị mất banh á. Muno. Rafael Leao. Cristiano Ronaldo. Cánh trái nè. Ui giời ơi, sao lại sút quả bóng ra thế này? Ra đâu anh, em sút vô tay thủ môn mà. Cả Hà Nội luôn. Tô Sân. Để gì qua đường BB. BB năm nay cũng là 41 rồi, hơn Jota 2 tuổi. Còn máu chiến lắm anh em ạ. Hơi sâu rồi. Cái vị trí của BB thì đường chuyền dài nó quan trọng bởi cái tương đối chặt vật trong pha xử lý của mình. Cái lọt cái này chạy á, thế rồi dù sao cũng nhẹ nhàng hơn. Chúng mình di chuyển hợp lý với phán đoán tình huống tốt chút xíu thôi là đá vô tư. Vị trí hậu vệ á. Ruben Dias. Trung vệ. Hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến một cái trận đôi công đến từ cả hai đội trong phần còn lại của hiệp đấu này. Muno. Bắt cái bài này. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Và cắt bóng rất hay. Ai sẽ đánh đầu vô đây? Khả năng sẽ là anh Bảy. Bên này sao định sẽ có một tình huống phát bóng lên. Chạm cầu thủ mình rồi mà mình không biết ai chạm luôn. Đấy, vô bóng cho nó dễ. Phút 60 của trận đấu. Siva ơi. Ý, nó chọc khe à. Và ngăn chặn rất nhanh. Chưa biết mà. Phải không nhanh nè. Jota. Vâng, đường truyền rất chính xác dành cho đôi bạn. Không là chèn nó đúng ạ. Ủa. Bảy ơi. Anh Bảy ơi. Xung kíp hợp bính. Xong kiếp hợp bích để mình lấy banh. Đi bóng rất khó chịu. Đường truyền hay này. Nào truyền cho bạn ấy băm quả nào. Đối sai, sẽ sai đi em ơi. Rất quyết liệt. Nghe là sẽ chùi. Pepe. Và tinh tế của BB thấy không? Làm gì đây anh ơi? Rất quyết liệt. Ui rồi, hơi khó hiểu ui, trong quyết định xử lý vừa rồi. Mất đó, bóng rồi. Chậm quá, bé ơi. Sao hai đội cánh rất thoáng. Trận này mình thấy đá kiểu chậm chậm mà sao này mà. Rất được. Một pha bóng mà anh thực hiện kỹ nghệ nhưng trở thành kỹ viện. Điểm quá nha. Nó tì đè tốt thiệt. Thời. Số 8 mà dứt điểm chính xác. À thanh niên này thanh niên trẻ nè, Guler nè. Trẻ măng luôn anh em ạ. Như là một top cầu thủ trẻ nhất á. Giải Euro kỳ này nè. Đẹp trai cực. Thời, mà biết trong beta thôi. Chứ ngoài nhìn kiểu Jota mặt bún và sữa luôn. Rudo. Đường chuyền dài. Rất quyết liệt. Trời ơi, xử lý. Đi bóng rất khó chịu. Đã hàn nút luôn. Đã có lỗi. Lỗi. Ở mình kê chân rồi đây mà. Cãi mấy cãi nữa đúng thôi. Còn cãi nó cho thể vàng bây giờ. Chiến thuật là 1-1. Tôi rồi. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Tỉnh nha, em bình tĩnh, ok. Số 8 là cầu thủ trẻ.
trẻ mà đá đỉnh lắm anh em, mà đá kiểu tự tin và kỹ thuật. Cái này thì anh em chỉ cần chuyển con trỏ về thủ môn nên bắt bài thôi, là có khi nào thích vô được đó. Cho nó lóc lu gì kìa. Tới xíu nữa là nó banh nó đi ngược hướng rồi, thấy chưa? Tới xíu là chơi ngu rồi nè. Thường khi mà mình phạt góc á, mình hay dùng một kèm một á nè. Bên trong có ai đây? Có ai đâu. Ôi rất vậy, quyết liệt. Lỗi mình nhiều vậy. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm em của cả hai bên. Em giỡn xíu trong tài thôi. Em giỡn xíu mà nó yếu quá. Sao lỗi tùm lum vậy? Lỗi gì hai ba người vậy? Lỗi hai ba pha chứ hả? Có hai chứ kìa. Như là nãy nó chiếu chậm là tới hai pha lỗi luôn anh em. Bóng đã được phá lên. Trời ơi, góc nữa. Định mệnh nó sao nó dí ghê vậy? Dí. Hãy cần nghe người tương đối sát. Rất khỏe. Không có cơ hội dứt điểm. Chạm banh nè. Cái thế banh đó mà ai chạm mà kiểu gì cũng bị biên thôi nè mà. Ở trong bét mà. Đâu kiểm soát được cái gì trời. Nó mình bị hoài luôn á nè. Và lấy bóng tốt. Tô Sân. Anh tôi mệt rồi à. Sao chạm bóng có vẻ như. Đấy này phải khéo chưa. Ủa nó đi. Vậy múa rồi đi bé. Rudo. Ui giời, hơi khó hiểu trong quyết định xử lý vừa rồi. Cậu anh xử lý nó hay mà. Chẳng qua là hơn thôi. Rudo. Mới khen xong. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Lại hấp tấp. Bernardo Silva. Sức nóng của trận đấu trong phút vừa qua rõ ràng là đã được đẩy cao lên rất nhiều. Nhưng thời gian có lẽ sẽ là phương án trả lời chính xác nhất. Tình huống mở cánh tương đối hợp lý. Đây rồi, tốc độ em ơi. Khá bình tĩnh. Quẩy đi anh ơi. Rất quyết liệt. Đã tập trung vào. Một cân hai luôn, em thấy ghê chưa? Tốc độ rất nhanh. Đấy có ai chuyện luôn. Và ngăn chặn rất nhanh. Cái đồng đội sắp lên hỗ trợ gì trời. Làm gì đây? Và ngăn chặn rất nhanh. Đường chuyền hay. Hay hay. Hay bị lỗi á. Hơi khó mất rồi. Rudo. Cristiano Ronaldo. Và cắt bóng rất hay. Anh tôi kiểu như cái chỉ số kiểm soát bóng của anh 7 giờ thấp lắm rồi nên mà Hà Nội mấy. Và sau đó là một đường truyền rất hay. Dễ bị mất banh. Sao bóng hơi cà cuống mà anh đã để mất bóng rồi. Thế mạnh của anh 7 là phải là sút một chạm đồ ấy. Chuyền cái là dắp bóng nó đóng cái đùng luôn, giữ bóng mà lâu quá dễ mất lắm đi. Mehmet Zekiselic. Thì có hiệp 2 này đá chán thế nhờ. Ra cánh hợp lý. Cầu thủ nhà ép ghê thế. Mehmet Zekiselic. Và ngăn chặn rất nhanh. Rồi. Rất kỹ nghệ. Tô Sân. Ép ghê vậy. Tốc độ rất nhanh. Quẩy đi anh ơi. Treo bóng này. Không có gì khó khăn. Phải công nhận. Lên. Muno. Đúng đâu. Phá cướp bóng hay. Quẩy đi anh ơi. Rafael Leao. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đã chính thức khép lại. Họ đã vượt qua rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục được gặp lại họ ở vòng đấu tiếp theo. Đây là một chiến thắng dành cho họ. Vâng, tuy đó là một lá thăm có phần may mắn, nhưng quan trọng là họ đã thi đấu tốt hơn đối thủ trong ngày hôm nay. Quá may mắn, công nhận may mắn anh em ạ. Không sao, nghĩa là anh tôi thắng. Ok, bye bye anh em nha.